Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Chương trình Thời sự Thế giới ngày hôm nay, anh Đoàn Trọng và Nguyễn Trường xin gửi lời chào thân ái đến cùng với quý vị. Và hôm nay là một ngày đáng lẽ ra là có Thảo Yên nhưng đã bị bệnh cảm rồi, cho nên anh Đoàn Trọng sẽ thế Thảo Yên trong ngày hôm nay. Thứ năm ngày hôm nay có những gì lạ về thời tiết anh Đoàn Trọng? Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm Thời sự Thế giới lại có một cái sự lạ là có mặt tôi với anh Nguyễn Trường. Cô Thảo Yên thì chắc là vì một vài lý do gia đình nên không có thể đi làm được. Sáng nay anh Hoàng Trọng Thủy thì đang đi qua bên Budapest để coi thử chiếc tàu chìm như thế nào. Hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2019, như vậy là mình chỉ còn có một ngày nữa thôi, rồi tới ngày thứ bảy đó thì đã bước qua tháng 6 rồi anh Đoàn Trọng. Đúng. Đã được nửa năm rồi. Đúng. Mới ngày nào mình nói là mới anh New Year đây rồi Tết, bây giờ đã là tới được nửa năm của năm 2019 rồi. Hôm nay cũng là 26 tháng 4 âm lịch và chúng tôi hy vọng gửi đến quý vị những bản tin cập nhật mà quý vị đang quan tâm. Trước tiên thì về thời tiết cho ngày hôm nay. Thời tiết của miền Nam California trời ấm hơn rồi thưa quý vị. Hôm qua có lẽ là một ngày ấm nhất trong những ngày của tuần này. Hôm nay thì nhiệt độ cho thấy là sẽ cao ở mức 71-72 độ. Ban đêm thì xuống khoảng chừng 53 độ. Suốt tuần này từ hôm nay cho đến Chủ nhật trời sẽ không có mưa gì hết ở tại miền Nam California. Tuy nhiên là buổi tối trời nó mát lạnh, hơi lạnh lạnh một tí, quý vị có đi ra đường thì nhớ mặc áo ấm, và ban ngày thì trời 70 tới 73 độ là cao nhất. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta may mắn có sống được trong một cái khu vực mà khí hậu thời tiết có thể lúc nào cũng tuyệt vời hơn tất cả những tiểu bang khác. Trong lúc đó thì chúng ta hướng về tiểu bang Texas ngày hôm nay, lại thêm những cái cơn lốc xoáy và tai hại của nó đã làm mất đi, đánh phá hoại tất cả những cái nhà cửa của những người dân ở trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi những cơn lốc. Bên cạnh đó thì tại tiểu bang West Virginia cũng giống như tại tiểu bang Pennsylvania đang còn phải đối diện với những cái cơn bão đầu mùa. Và đồng thời chúng ta cũng không quên những sự kiện nước sông đang tràn lên ở vài nơi của tiểu bang Oklahoma và lên tới tiểu bang Missouri. Nhưng cái điều mà sáng nay mọi người đều quan tâm đến đó là một trận động đất của khoảng 6.6 đã diễn ra ở tại quốc gia El Salvador. Quý vị thấy hình ảnh chúng tôi đang gửi đến qua quý vị, đó là cái cơn lốc xoáy mà đi qua Texas đó đã làm thiệt hại vấn đề nhà cửa cũng như là mùa màng ở tại cái khu vực này. Quý vị thấy rất là ghê. Họ nói là trong đêm ngày hôm qua đó thôi, đó là cả 100.000 ngôi nhà đã bị mất điện. Khoảng vài triệu người đã không có điện để xài trong suốt tối ngày hôm qua. Quý vị thấy chưa? Đó, nên cơn lốc xoáy nó như vậy đó mà trong tuần lễ này thôi, ở tại những cái tiểu bang miền Trung Hoa Kỳ đó anh Trọng, đã có nhiều nơi đã xảy ra tình trạng lốc xoáy như vậy. Wow, coi quý vị coi, những cái lốc xoáy này đó là xe mà 18 bánh đó, xe container đó cũng sẽ bị hút lên, quý vị thấy chưa? Đó, đó là cơn lốc xoáy thổi qua Texas trong đêm ngày hôm qua. Bây giờ trở lại với những cái bản tin cập nhật mới nhất, anh Đoàn Trọng vừa nhắc tới cái vấn đề một chiếc tàu chở du khách đi ngắm sông Danube ở Hungary đã bị chìm vì đụng phải một chiếc tàu lớn hơn, và tính cho tới sáng ngày hôm nay đó thì đã có ít nhất là 7 người chết, 7 người mất, 7 người chết nè, 7 người bị thương và 21 người mất tích. Vâng, đến bây giờ thì chắc là nếu quý vị có điều kiện đi đến châu Âu thì không thể nào mà chúng ta không muốn đến quốc dòng gia có đấy. Tên là Hung Gia Lợi. Vâng. Tôi có đến đó 2 lần rồi thưa anh, ngay thủ đô tòa nhà Quốc hội thì con sông Danube nó đi ngang qua trên đó. Những chiếc cầu xây cũ kỹ nó cũng bắc ngang cái con sông đây. Và trên sông thì vô số những chiếc thuyền du lịch người ta đi trên cái sông Danube từ bên này qua bên kia để xem tất cả những cái thắng cảnh, những di tích lịch sử của một thời huy hoàng của Âu Châu. Nhưng ngày hôm qua thì trên chiếc tàu đã gồm tới 38 hành khách của những người Nam Hàn. Và đến bây giờ trong 38 người đó thì chỉ có mặt trên tàu có 33 người mà thôi.
chiếc tàu đã đâm vào một cái chiếc tàu đi cùng bên cạnh, và cái sự va chạm này đã gây nên cái sự gọi là lật tàu và chìm xuống. Và hiện nay thì như anh Nguyễn Trường vừa mới gửi đến quý vị là 7 người đã bị chết. Trong số đó thì 7 người được cứu, 4 người đã được thả ra, được đưa ra khỏi bệnh viện, và 4 người thì cũng còn 3 người còn nằm ở lại trong bệnh viện để điều trị. Tất cả những gọi là những nhân viên thợ lặn của Hungary, tất cả những cơ quan cứu hộ đều được điều động đến để cứu vớt tất cả những hành khách kém may mắn đang diễn ra ở trên sông Danube, thưa anh Nguyễn Trường. Bản tin của ngày hôm nay cho thấy đó là trên tàu lúc bấy giờ là có 30 người và một thợ chụp ảnh nữa. Và sau đó thì chiếc tàu này được tìm thấy gần cái cầu có tên là Margit. Và có nhiều người đứng ở trên cầu đã thấy những cái cành hoa hồng màu trắng xuống cái sông Danube để mà tưởng nhớ tới những người đã bị thiệt mạng trong cái vấn đề lật tàu này. Cái công ty mà đưa những người khách đi tham quan cái dòng sông này đó của Nam Hàn có tên là Very Good Tour. Very Good Tour, đúng và như vậy. Very Good Tour, họ từng tổ chức đi tour trên những dòng sông như vậy ở Hungary, Hung Gia Lợi đó, thì không, lý do là tại vì vào lúc mà họ đi về bến, trong lúc đi chơi ngày hôm qua đó thì trời mưa tầm tã, và vì thế không biết lý do có cái gì cản trở hay không mà chiếc tàu nhỏ đưa những du khách này đã đâm phải một chiếc tàu lớn, làm cho chiếc tàu bị lật trong vòng có 7 giây đồng hồ thôi. Đúng. Là chiếc tàu bị lật. Và hiện nay đó thì có một vài những cái thi thể đã được vớt lên, nhưng mà cách cái chỗ mà bị lật đó gần tới 2 cây số lận, thưa anh, cho nên bây giờ họ phải đi rà soát hết cái lòng của cái sông này để tìm coi là còn có những cái thi thể nào nữa mà đã trôi đi nữa hay không. Và lúc bây giờ thì nước đang chảy xiết vì trời mưa lớn nữa. Hai cái chiếc tàu này, theo những cái băng video của cảnh sát của Budapest cho biết, thì hai chiếc tàu này đều đi cùng một chiều với nhau. Tai nạn diễn ra vào lúc 9:05 tối là giờ địa phương đó, vào đêm thứ tư. Khi họ đến gần chiếc cầu Margit thì có một cái cây gọi là ngăn chiếc cầu này lại, và hai chiếc tàu đã va chạm vào nhau. Và trên chiếc tàu này thì mang theo 33 người Hàn Quốc, có tới 38 người trong danh sách của gọi là Very Good Tour đưa ra, nhưng mà 5 người cũng là được may mắn không có mặt trên chiếc tàu. chắc là đi uống rượu ở đâu hay đi chơi ở đâu. Hai chiếc tàu không phải đi ngược với nhau, đi cùng chung về hướng bắc, nhưng mà đến cái lúc mà hai chiếc tàu đến giữa hai cái cây cột của tàu Margit thì không biết vì một cái lý do nào chiếc tàu mà bị chìm gọi là Habliani đã quay lại phía trước với con tàu có tên là Viking, và hai bên đã đụng vào nhau, thì có thể nói gây ra cái tai nạn thảm khốc mà chúng ta vừa biết. Nhưng mà Anh Nguyễn Trường nhớ lại vào năm 2004 thì một cái tai nạn cũng là thảm khốc đã diễn ra, và 300 người đã bị chết trong một cái vụ tai nạn chìm tàu ở tại Nam Hàn nữa, thưa anh. Không hiểu sao quốc gia này là hay bị cái vụ những người dân này hay bị ví dụ chìm tàu nhiều quá chừng chừng. Đúng rồi. Ngày hôm nay thì các cơ quan hữu trách ở ngay tại Budapest cho biết rằng là cái hy vọng mà tìm được những người sống sót đó nó mỏng manh lắm. Bây giờ đó thì họ chỉ có chú trọng đến cái việc là hy vọng tìm ra được cái xác người mà thôi, chứ 21 người mất tích trong cái dòng nước sẽ chảy xiết như vậy, và với cái nhiệt độ của cái dòng sông này đó là 50 độ F, khoảng chừng 12 độ C thôi, thì với cái độ lạnh như vậy đó mà suốt cả bao nhiêu tiếng đồng hồ chưa tìm thấy được ai cả, thì họ nghĩ rằng là cái cơ hội sống sót còn rất là ít cho những cái người mà họ đang đi tìm kiếm này. Vâng, kính thưa quý vị, đúng như vậy, tất cả những cơ hội hy vọng của những thân nhân của họ để có thể nói tìm lấy mạng sống của những nạn nhân trên sông Danube rất là khó khăn, giống như là chị mình treo tơ. Nhưng có một điều mà chúng ta nhận xét rằng là phía ở Nam Hàn tối hôm qua thì tất cả những nhân viên nội các của Nam Hàn đã tề tụ bên nhau ở trong cái căn nhà nó gọi là Greenhouse. Và hai bên có thể nói rằng là đã nhìn thấy tất cả những sự kiện của nội các, họ đã từng chi tiết có thể nói vạch ra từng có gọi là cái vấn đề có thể làm được để cứu tất cả những người công nhân của họ. Và tối hôm nay thì một chiếc máy bay từ phi trường Seoul sẽ bay tới Budapest chở theo tất cả các thân nhân của gia đình nạn nhân đến. Thì chắc là như anh Như Hiền đã nói, thì anh Trường đã trình bày, thì hy vọng rằng là có thể cứu mạng, thu hồi lại cái
thi thể của những người bị chìm. Tại nước sông chảy rất xiết, anh qua con đó thì anh thấy nước sông nó chảy rất là dữ. Với một cái nhiệt độ như vậy thì chắc lại khó có cơ hội để còn sống lại, thưa anh. Tổng thống Nam Hàn thì cũng đã phái một phái đoàn nội các của mình qua bên Hungary để mà giúp đỡ với lại tòa tổng lãnh sự của Nam Hàn ở bên đó, tòa đại sứ Nam Hàn ở tại Hungary, để mà cố gắng tìm kiếm những cái sự mất mát đang mà họ đang trông chờ như vậy. Và chúng ta sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình Thời sự Thế giới hôm nay.